Hello, xin chào các bạn đã đến channel của mình. Mình là Nguyên đây, hôm nay mình sẽ làm chiếc các bạn làm cùng nước nóng ngồi được nhé. Sau đây mình làm nhé. Ok. Này mình sẽ làm. Đầu tiên các bạn cho mình hai cây bí này, xong rồi đưa cái tiểu mà dính chứ, dính này để. Mà để mình về không đỡ mà phải là như vậy này, các bạn làm nó sẽ đẹp hơn. Ok ok, bạn gặp cho mình xuống đây luôn đó, vậy đó. Xong rồi các bạn lấy cho mình két tiên thể lưu hiền để trên đây và để nước vào. Các bạn cái này xong rồi qua bên đây vậy đó. Xong các bạn để cho mình cái này trên đây để cái điểm dừng sắt này, xong rồi để mình cái này, xong rồi đập nó. Ê, lộn rồi. À. Mình số 2 đây luôn. Rồi các bạn thấy video này cho mình qua share và subscribe channel của mình là Nguyên đây. Đó. Đấy, được rồi này các bạn. Ok, mình sẽ ngồi thử cho các bạn coi nha. Good. Bây giờ mình xem lại nha. Cái này kì cách này không hiệu quả. Đó, mình mới chỉnh cái này cho nó đẹp thôi này các bạn. Đường dây này xong rồi các bạn đặt cho mình cái này mà nó ra một chút nữa nó sẽ không đẹp nữa. Không đẹp nha. Sao cho nó làm kiểu như thế này và thành các bạn thành công rồi đấy. Rồi các bạn đặt cho mình xuống đó, nhưng mà mình sẽ lấy một cây kiếm để đó, đơn giản đó. Bây giờ mình tắm rất là đã luôn à các bạn, nghe không, mình rất là đã luôn đó. Ok. Ok, bây giờ nó tối rồi. Và các bạn thích video này cho mình like, share và subscribe trong channel của mình nữa. Ha, ok. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.